là đấy cho nhà nhiều nước tương hôm nay nước to cứ một nhà một chai. Đây là một nhà một đao vậy. Ở bên là cháy như thường. Gạo đúng gà bao một bê cá. Ô, thấy còn thắng búa nữa này, thắng một búa nữa này. Anh thắng một búa. Ờ, thắng một phòng vay mà lấy một cái đu này nữa. Đây là em đăng ký thắng rồi nhé. Này, cái em này đấy, em mới nhận thắng nha. Hai chai nước tương à? Một. Một phòng một chai đúng không? Một phòng trắng. Cứ về chị lấy một ba chị về đi. Này, ta về đi, rồi chị vô nhà luôn, thử luôn đi. Rồi, 2 chai này. Rồi, chị hết rồi đó, rồi. Chị vô nhà luôn đi. Bà có chị xong rồi đúng không? Có cái hồi nãy, anh năm nay nãy là bịch bịch bao giờ đúng không? Rồi, nó có, mình với Tiên nghĩ mình trước đi. Anh mình nói cái nghĩ mình trước. Rồi, cái áo mới rồi đúng không? Vâng. Rồi, tôi muốn hai bó vô. Còn trao thôi. Rồi, hai phòng. Rồi, 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 trong giải cho rồi, rồi, rồi. Cái bà nó đũa quên sao? Ra giống cho bà nó đi. Rồi, bà đũa này giấy đũa đó. Bây giờ để tôi gẹo để phải rêu để ngoài được gẹo để ngoài. Không, cái đi phải chạy theo em kêu một người đại diện với cho tỏi lấy đấy. Hai phòng nữa. Lấy ăn cái đi. Em chi để cho đi. Phòng mấy chai nước tương vậy? Phòng một chai nước tương hả? Anh ơi, một phòng một chai nước tương hả? Sao phòng đó hai chai? Có một thùng một á, phòng đó hai chai rồi. Hai chai vô hai phòng rồi. Hai phòng rồi hả? Hai phòng. Ủa sao có một thùng một vậy ta? Ba bịch đúng không? Có một thùng một mà. Nó phòng ba bịch mà. Đây thấy rồi ha. Cái gì em mới nhà ăn chung một bịch đi. Đó. Nhà lấy chứ. Đây đây nhà mình chung đây. Mình lấy của nó lắp đạo chứ. Ê, cũng vậy em mà đăng ký 6 lại chọi 6 phòng. 60 phòng em đăng ký bên kia 6 phòng. Để bên kia 9 phòng cho 10 phòng là 5 bao. Đâu nhưng mà bên kia người ta thằng nào sang lấy thì lấy không. Còn đây là em của bên kia. Không phải chung em. Ủa vậy bên này nhiêu phòng thôi. Bên này chắc còn có. Bên nhiêu phòng không? 11. Bên dãy anh nhá. 11 phòng. 11. Vậy dữ vậy. 11 với 9, 20. 20 là 10 bao. Chưa. Để bên đâu? Vậy vậy bên anh đi. Cả hai dãy luôn là 11. Hai dãy luôn. Có dư không cho thằng ơi? Từ từ anh đầu. Một luôn rồi. Từ anh ơi, chưa. À 10 2 vậy là 11 phòng 11 bó. Rồi. Nè khuôn vứt ra ngoài bây giờ. Kêu mấy con kia ra. Con vứt ra đây này chứ đây này. 11 bó nhá. 11 phòng. Thứ hai một cái bịch khẩu trang này là 10 cái là 2 phòng, 1 phòng 5 cái. Là 11 trong 12 đây 11 đây. Từ nè. Chưa chưa. Mấy bó này quá. Mấy bó thôi, thì lấy mình một bó đi. Ở nhà bên mấy nhà là mấy cái khẩu trang đây không? Khẩu trang một phòng 5 cái. Một phòng 5 cái. Một bịch 50 cái rồi. Mỗi phòng 5 cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh bán đủ rồi đúng không? Bán năm. Bên kia không có gì á. Hả? Anh Quý ơi, Quý. Cái này là anh ơi, bên đây có không? Bên bà không có đâu. Bên bà không có đâu. Bên chị đẩy đây mà. Đây cái dãy mà cửa tới dãy này là dãy nào? Dãy con Ngọc là như nó chỉ chín tròn. Dạ. Em phái hả? Ngọc tới rồi. Bầu đừng có kinh nặng bầu ơi. Cái về trăm cho trăm theo con hương. Đây là cái gì vậy? Đây là sáu nhà. Tám không hả? Tám nhà cho con đi sao vậy? Phải đi cả đó. Đi tỉnh thôi nhé. Cái này sáu phòng với chị ơi. Bên này cũng chín phòng trong bên kia mà. Được rồi em ông rơm về trước rồi qua lấy không trang lấy gạo. Ông rơm đi. Em lấy không trang. Đây chín phòng trước. Là hai phòng nha. Đúng một phòng ăn cá. Con bên kia chia cho. Một bên cái này lẻ vô bên kia, bên này cộng với bên kia đủ 20 phần. Chứ là chín bò nhá chị. Chín bò nè. Chín bò. Chín bò mấy bao gạo? 6 bao. À, 9 là 8 là 4 bao, 4 bao với 4 bao rưỡi. Mà cái bao này á là mình tính một bộ nó 5 kg à. Nhưng mà bao nó lên 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 tới 5 kg luôn. Thằng mình mấy phần? 9 phần, 9 phần, 9 phần. Còn 3 bó nữa. Đây em 2 bộ, em 2 bộ cái này. Ờ là 2 4 6 rồi đó. Trời. Lấy cho em bao mấy cái này còn. Coi ông mua đại diện xong lấy gạo kìa. Đây tí nữa anh đưa cho em. Đáng lẽ 4 bao, 4 bao mấy 8 mà. 5 bao đi. 5 bao là em dư 5 kg. Ông đưa lại vậy cái này đang thiếu 5 kg. Dạ. Để bao gạo. Tí có một gạo con gạo nè. Rồi cho qua con gạo luôn. Cho bao sốt ra gạo được không? Nó mang về tự nó chia lên với nhau. Tương còn bao nhiêu vậy? Tương còn tương đủ rồi. Con còn cô ở đâu vậy cô? Ở đây hả? Ở đây rảnh gì gọi nói. Nhà trò bên kia, nhà trò mẹ ngươi uống cà phê. Đây giao về đó. Vậy chỗ cô chín phòng không? Chia cho dễ cô rồi, chín phòng đúng không? Là chín bó rồi bên đó rồi quay lại đây lấy ba lá gạo đây rồi gì chia con. Em ơi, chia đỡ này sao? Như thế là người ta rồi. Là cô ôm gạo. Ôm gạo ấy. Đứa nam là nó ôm đây nặng lắm con. Thôi cô về đi con. Bỏ thì đưa, cô về đưa lấy. Cô về đưa lấy. Anh kéo đổ tới đấy. Có lấy gì đâu, về chi đúng thì em cũng không hay chứ gạo ở đây đó. Ở trong giấy mình còn chỗ nào chứ lấy gạo không? Chảy chỗ nào? Ê em ơi, chảy chỗ nào kìa em kìa. Chảy chỗ nào cho anh? Cô đem một đàn gì kìa. Chảy chỗ quần á. Em mới chảy hồi nãy đúng không? Ừ, đúng rồi. Để ngọc quá hả? Để cái phòng đấy. Để bầu á. Cái bầu. Để cái bầu đấy. Chứ cái này là một bao nó có 10 kg lận. Mà một phòng của mình chỉ 5 kg thôi. Nên mình về cứ hai người phòng hai bầu hai phòng. Thì nó ra nó dư ra một phòng 5 kg anh đưa cho mẹ em bên. Anh bên này nè, bên này đang thiếu 5 kg. Rồi vậy mới được 51 phòng với 19 phòng ra 2 chục. Đây cái này để bao hai phòng nha. Rồi cái đó hai phòng để bao hai phòng. Ôm hết cái mà chia bên đấy em ơi. Ông hết muốn sao kỳ ta? Dư có muốn rồi. Không lấy dư sao? Nào muốn ăn kỳ vậy sao dư có muốn? Cái gạo đi còn nhà nào nữa không để tao lấy nửa bao đi đâu. Mình cứ lấy cho mình sang đi, mình để nó bao. Bà sang làm gì? Bà sang hả? Để là mình lấy.
lấy ra sang ra nữa, còn để nửa cho họ. Đem qua nhà bác Quang cân đủ 5 kg sang. Rồi. Rồi, xong em có cá đi.